Xin chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip quay thay cái con màn hình con Lexus Hello các bạn. Này cái con này là Lexus Hello chứ không phải Lexus 2 nha các bạn. Lexus 2 là cái màn hình nó khác nữa. Đó, nhưng mà thường thường ta gọi là Lexus 2 Hello thì là nó, còn mà Lexus 2 là khác. Thì hôm nay cái con này là tắt xài nó bị rớt bể, không lên màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ màn hình này thì bên mình có sẵn hàng màn hình zin nha các bạn. Các bạn tới thay, các bạn ngồi chờ tầm khoảng 40 phút là thay xong cái màn hình này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái màn hình hư ra để mình gắn màn hình mới vô các bạn. Con này thì cũng tháo cũng nhanh các bạn, mình là chỉ cần tháo cái màn hình lên rồi mình gắn cái màn hình mới vô là xong rồi, con nó không cần tháo nắp lưng hay tháo gì hết đó, nên làm rất là nhanh. Con này mình tháo viền lên cái là xong rồi các bạn. Mình giữ màn hình đó thì nó lâu, chứ mấy con này mình tháo nó không giữ màn hình thì tháo rất là nhanh. Nào thấy không, cái mấy con sau này dễ tháo lắm các bạn, chỉ cần tháo keo xung quanh cái là nó lên màn hình nè. Nó không có giống như mấy con ngày xưa mà nó dán như mà nó dán ở dưới màn hình. Tại đa số mấy con này mấy con tràn viền nó dán keo xung quanh rất là cứng, nên chỉ cần dán xung quanh thôi, không cần dán ở dưới lót, ở dưới cái màn hình. Con này mình về nó có socket các bạn, mình tháo socket lên rồi xong rồi. Lấy đầu nhíp chẻ ra. Cú đầu nhíp vô chính giữa, thứ hai đầu nhíp vô giữa chẻ. À, xong các bạn, này nó chỉ có cái socket chỗ này để gắn vô socket màn hình là xong rồi, rất là nhanh các bạn nha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành gắn cái gắn cái màn hình mới vô. Rồi, giờ mình gắn cái màn hình mới vô các bạn, giờ mình sẽ test cái màn hình mới nha. Nói chung màn hình này bên mình đã test xong hết rồi, nhưng mà test lại cho các bạn xem mà mình zin lên chuẩn 100%. À, màn hình cảm ứng full đẹp bình thường nha các bạn. Rồi, giờ sẽ tiến hành tháo màn hình ra để mình gắp dán màn hình vô luôn nha các bạn nha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh ngay sơ sơ, rồi mình sẽ bắn keo rồi mình gắp màn hình vô nha các bạn. Các bạn giờ mình
mình sẽ ra gáp màn hình vô nha các bạn. Còn lại kính với bìa này mình đánh hộp bìa mình có luôn. Bên mà máy tiến hành ghi cái tem để dán tem bảo hành nha các bạn. Có gì đang ghi tên không? Hai đầu này mình quay cái này mình cột, mình dán keo xong rồi mình cột dây thun để cố định cái giữ cái màn hình cho nó để cố định cho nó keo nó khô nha các bạn. Để mình không cố định màn hình nó sẽ bị hở màn hình. Rồi, giờ mình cố định màn hình thay xong màn hình các bạn. Giờ cái thử test lại cái màn hình cái đó rồi mình sẽ kết thúc video nha. À, các bạn màn hình thay xong rồi mừng đàng hoàng. Cái này mình cột dây thun lại cho keo nó khô tầm khoảng nửa tiếng, mình tháo màn hình, tháo keo, tháo dây thun rồi nó sẽ cứng ngắc nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Rồi, các bạn có nhu cầu thay màn hình hay mua màn hình của con Xiaomi Lắc Sắt Hello này thì cứ liên hệ bên mình có sẵn hàng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhớ đăng ký kênh video của mình, chia sẻ video của mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn có clip sau.